Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đang bước vào mùa thu hoạch cà phê cho niên vụ này. Và tại địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh là Di Linh, ngành nông nghiệp đã ra soát và yêu cầu các điểm thu mua cà phê tươi, cam kết không thu mua cà phê xanh và no. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng cà phê thì công tác đảm bảo an ninh an toàn trong vụ thu hoạch cũng được chú trọng. Việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là số lao động ngoài huyện đến địa phương làm thuê trong mùa vụ cũng đang được địa phương này quan tâm huyện Di Linh hiện có khoảng 44.000 hecta cà phê đến kỳ thu hoạch. Theo đó, các phòng ban đơn vị, trực thuộc huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã chủ động tuyên truyền khuyến khích bà con không thu hái cà phê xanh, không để quả cà phê chín quá sẽ bị rụng và tổn hao chất lượng của quả cà phê. Chỉ thu hái những quả chín hoặc vừa chín tới, 2 phần 3 quả có màu đỏ, trong đó chú trọng các chỉ tiêu và tỷ lệ thu hái phù hợp với từng phương pháp chế biến, khô, bán khô hoặc ướt. Và theo các đợt thu hái, đầu vụ, cuối vụ như tỷ lệ quả chín quả khô quả chùm quả xanh quả lép bao bì đựng cà phê và phương tiện vận chuyển phải sạch không nhiễm phân bón hóa chất hoặc bùn đất trong quá trình thu hái phải làm tránh tổn thương cây vì sẽ làm giảm năng suất cho mùa sâu đồng thời không sử dụng các loại hóa chất độc hại trong việc chế biến cà phê nhằm đảm bảo chất lượng cà phê các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng chủ động thành lập các nhóm đội tự quản của từng thôn tổ dân phố để đảm bảo an ninh trật tự kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý